lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 và lễ giỗ 7 vị tướng do Biệt đoàn Văn nghệ Lam Sơn tổ chức. Trong không khí tưởng niệm ngày Quốc hận đau buồn của cộng đồng người Việt tị nạn, vào lúc 11 giờ trưa hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2021, tại Viện Bảo tàng Thuyền nhân Việt Museum, tọa lạc tại số 1650 Center Road, thành phố San Jose, rất đông đồng hương đã có mặt để tham dự buổi lễ tưởng niệm cũng như buổi lễ giỗ của 7 vị tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Được biết, đây là lần thứ 8 buổi lễ tưởng niệm Quốc hận được tổ chức tại đây, một không gian lịch sử của cộng đồng người Việt tị nạn. Chương trình lễ được bắt đầu với nghi thức chào cờ với phần điều họp của chiến hữu Hoàng Thưởng. Phần hát quốc ca Việt-Mỹ qua sự trình bày của bé Victoria Thúy Vi, lễ truy điệu và một phút mặc niệm thật xúc động. By the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the red Theo, hậu duệ Hoàng Minh và Victoria Thúy Vi đọc tiểu sử của 7 vị tướng lĩnh đã tuẫn tiết, những người đã hy sinh trong và sau biến cố 30 tháng 4. Các vị khách lần lượt thả bong bóng bay để tưởng nhớ đến anh linh của 7 vị tướng. 7 vị tướng lãnh và cấp chỉ huy có tên trên bảng tưởng niệm, đó là Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn và Trung tá Cảnh sát Quốc gia Nguyễn Văn Long. Họ đã trở thành các anh hùng bất tử, tượng trưng cho tinh thần bất khuất, sinh vi tướng, tử vi thần của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, sau đây là nghi thức niệm hương và lời truy điệu anh hùng tử khí hùng bất tử và chiến sĩ vô danh. Kính thưa quý vị, sau đây là tiểu sử của các vị tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết trong ngày biến cố 30 tháng 4 1975. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4 quân khu 4 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xuất thân từ những khóa đầu tiên ở trường sĩ quan trường bị thủ đức quân lực Việt Nam Cộng Hòa do chính phủ quốc gia Việt Nam thành lập. Ngày 30 tháng 4 1975, sau khi biết tin của Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh cho toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông vũ khí bàn giao, ông trấn an quân nhân các cấp trong Bộ Tư lệnh và khuyên họ hãy rời nhiệm sở để trở về với gia đình. Sáng ngày 1 tháng 5, ông bận bộ quân phục của quân đội. Vào khoảng 6 giờ 30, ông dùng súng Kho 45 bắn vào màn thang tự sát tại chiếc ghế làm việc của mình trong tư dinh tư lệnh ở trại Lê Lợi trên đường Hòa Bình, tỉnh Phong Vinh, nêu cao tinh thần thành mất tướng tụng tiết theo hầm hướng dương 48 tuổi. Người theo hồn thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, mời vị đại diện hạ bông bốc. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, nguyên tư lệnh quân đoàn 2 quân khu 2 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông xuất thân từ trường võ bị Liên Quân Đà Lạt do chính phủ quốc gia Việt Nam mở ra. Ra trường, ông được chọn vào binh chủng nghĩa vụ
về sau giữ chức vụ chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt và tư lệnh sư đoàn bộ binh. Sau cùng, ông là tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 14 tháng 3 năm 1975, hai ngày trước khi quân đoàn 2 rút quân ra khỏi Cao Nguyên, thiếu tướng Phú đau lòng theo dõi các mũi tiến quân của địch, thắp đỏ hết 2/3 lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Người biết cái sinh mạng nhỏ bé của mình còn gắn lại cùng với số mệnh của đất nước. Lựa chọn cái chết lưu danh thành sử bằng cách uống độc dược để tỏ rõ ý chí bất khuất của người làm tướng và chứng tỏ cho đối phương biết rằng họ có thể chiếm được đất nhưng không thể quy phục được. Tiết tháo của những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xin vi tướng tử vi thần. Xin vi tướng tử vi thần. Anh hùng tử, chí hùng bất tử. Mời đại tá Trần Thanh Điền thả bóng bóng. Trưởng tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân đoàn 4, quân khu 4, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông xuất quân từ chưởng khóa đầu tiên tại trường sĩ quan trường vị Thủ Đức, quân lực Việt Nam Cộng Hòa do chính phủ quốc gia thành lập. Sau khi tốt nghiệp, ông được chọn chức vụ trong đơn vị bộ binh. Ngày 1 tháng 11 năm 1974, được lệnh bàn giao sư đoàn 21 lại cho đại tá Mạch Văn Trường, nguyên chánh tham gia của sư đoàn, để về lại quân đoàn 4 nhận chức tư lệnh phó quân đoàn do thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam làm tư lệnh. Ngày 30 tháng 4 1975, vào lúc 8:45 sáng, khi nhận được tin tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông vũ khí đầu hàng tại bộ tư lệnh quân đoàn 4, ông rất đau buồn với tinh thần bất khuất không chịu đào thoát hoặc đầu hàng địch. Theo gương kỳ ngân bảo toàn khí tiết, sau khi gặp mặt thuộc cấp nhận đò tâm tình và biểu hiện gia đình, ông đã tuần tiết tại dư tư nhân ở trại Lê Lợi, Cần Thơ bằng cách dùng súng lục bắn vào tim tự sát vào lúc 20:45. Hướng Dương, 42 tuổi, xin vi tướng tử vi thần. Thượng tướng Trần Văn Hai, nguyên tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông xuất thân từ trường võ bị quốc gia Việt Nam. Năm 1974, đầu tháng 11, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, thay thế thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam lên làm tư lệnh quân đoàn 4 và quân khu 4. Trước ngày 30 tháng 4 1975, khoảng hơn một tuần, đích thân tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho máy bay riêng xuống rước thượng tướng Hai di tản, nhưng ông đã từ chối. Chiều ngày 30 tháng 4 1975, sau khi cho binh sĩ rời quân ngũ theo lệnh của tổng thống Dương Văn Minh, nửa đêm về sáng ngày 1 tháng 5 1975, ông đã dùng thuốc oxycodone uống nguyên ống 20 viên trong văn phòng của mình tại căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho. Thi thể của ông được thân mẫu đem về mai táng tại nghĩa trang chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn ngày 2 tháng 5 1975. Tướng Trần Văn Hai được đánh giá là một tướng thanh liêm, chăm lo tốt đời sống binh sĩ thuộc quyền. Xin vi tướng tử vi thần. Thượng tướng Lê Nguyên Vĩ, nguyên tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông xuất thân từ một trường võ bị địa phương, ra trường được điều về đơn vị bộ binh, sau chuyển qua phục vụ đơn vị nghĩa vụ một thời gian ngắn, trở về bộ binh tuần tự giữ nhiều chức vụ cho đến năm 1973, ông được bổ nhiệm chức tư lệnh cuối cùng của sư đoàn 5 bộ binh. Ông là một trong năm vị tướng lĩnh đã tự sát trong ngày 30 tháng 4 1975. Ngày 1 tháng 11 năm 1974, ông được lương thăng chuẩn tướng tại nhiệm. Ngày 30 tháng 4 1975, sau khi nghe lệnh của tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng,
ai ở đâu thì ở đó và chờ quân cộng sản Bắc Việt đến mạng giao. Ông đã ra lệnh cho binh sĩ treo cờ trắng trước cổng căn cứ và cho thủ cấp để tán. Sau đó ông dùng khẩu Beretta 6.35 bắn vào đầu tự sát tại bộ tư lệnh ở Lai Trê, Bến Cát, Bình Dương. Thi thể của ông được an táng trong rừng cao su gần doanh trại bộ tư lệnh. Ngày 2 tháng 5 1975, được thân nhân bốc lên đem về cải táng ở Hạnh Thông, Gò Vấp, xin ghi tướng cử ghi thần. Đại tá Hồ Ngọc Thắng, quý chiến tranh Việt Nam. Ngày 1 tháng 5 1975, không tuân lệnh của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh ra lệnh từ Sài Gòn kêu gọi bốn súng đầu hàng, ông vẫn tiếp tục chỉ huy đơn vị trực thuộc chiến đấu đến cùng chống lại lực lượng quân đội Bắc Việt. Hết đạn, ông bị quân Bắc Việt bắt tại mặt trận. Sau đó ông bị quỷ ban bắt giam tại nhà tù Cần Thơ 3 tháng rưỡi. Ngày 14 tháng 8 năm 1975, ông bị tuyên án tử hình và xử bắn tại sân vận động Cần Thơ. Thưởng Dương 37 tuổi, thà chết chứ không đầu hàng giặc. Trung tá cảnh sát quốc gia Nguyễn Văn Long, ông tổng kết ngày 30 tháng 4 1975 trước tượng đài thủy quân lục chiến. Trung tá Long sinh tại Phú Hội, Huế ngày 1 tháng 6 năm 1919. Ông tham gia ngành cảnh sát quốc gia vào những năm cuối thập niên 1940 dưới quốc gia Việt Nam của vua Bảo Đại, dưới thời nền đệ nhất Cộng hòa được lập nên. Ông tiếp tục phục vụ trong nhà an ninh của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thời cảnh sát quốc gia và thời cảnh sát giải chiến, ông cùng với tướng Nguyễn Ngọc Loan, nổi tiếng là thanh liêm, cân mẫn và cương trực. Trung tá cảnh sát quốc gia Nguyễn Văn Long tuần tiết ngày 30 tháng 4 khiến hàng triệu người trên thế giới tự do khinh phục. Tất cả truyền hình trên thế giới đều chiếu lại hình một người sĩ quan cảnh sát Việt Nam Cộng hòa nghiêm chỉnh đứng trước tượng đài thủy quân lục chiến, đưa tay lên chào và cầm khẩu súng bắn vào mạng ta và đã ngã xuống tại chỗ trước tượng đài thủy quân lục chiến. Máu đã chảy thấm trên đất trước tượng đài thủy quân lục chiến. Anh hùng tử khí hùng bất tử. Tên tuổi và tấm gương chiến đấu của những vị thần tướng ấy mãi mãi lưu lại trong sách sử Việt Nam và được dân tộc Việt Nam ngàn đời phụng thờ hương khói. Ngoài ra, những anh hùng và những chiến sĩ vô danh cũng đã không đầu hàng giặc, tuổi tiếc và chết theo thần. Kính thưa quý vị, kết quả báo cáo cuối cùng, 58.000 người lính Mỹ đã đến với Việt Nam của chúng ta. Chương trình được tiếp tục với phần phát biểu của những quan khách tham dự, đại diện cho quan chức chính quyền thành phố. Ban tổ chức, đại diện là cô Hoàng Mộng Thu, cũng đã không quên cảm tạ sự đóng góp của những mạnh thường quân. Sau đó là phần niệm hương, quan khách có mặt lần lượt thắp hương trước bức tường đá đen khắc chân dung của 7 vị tướng. Ai nấy cũng đều bùi ngùi xúc động trong không khí trang nghiêm và nhiều cảm xúc. Would it be the right protocol to start with the federal level first? So if we can, I'd like to ask representative of Congressman Ro Khanna, and that is District 17, is that correct? And Mr. Hip Nguyen will have a few words with us. Kính thưa quý vị, tôi rất là hân hạnh được đại diện dân biểu Ro Khanna đến hôm nay từ đây để mà tham dự cái buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 này. 46 năm qua rồi mà cái hình ảnh ngày 30 tháng 4 rất là còn in đậm trong đầu óc của mỗi chúng ta ở đây. Và cái hệ lụy của ngày 30 tháng 4 sau đó nó còn là những biến cố đau thương nhất trong lịch sử của Việt Nam chúng ta. Chúng tôi hôm nay đến đây
đại diện dân biểu Rakhana sáng ngày 6 giờ sáng, ông đã gọi cho tôi, ông nói Hiệp, you gotta go here. Tôi nói, tất nhiên rồi, đây là ngày 30 tháng 4 của chúng tôi chắc chắn phải có mặt ở đây. Dân biểu Rakhana luôn luôn quan tâm đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Một lời mà chúng tôi muốn nói sau cùng đó là, trong khi chúng ta tưởng niệm những đau thương trong quá khứ, chúng ta, cộng đồng tại đây, phải bước lên những bước tiến vững mạnh để mà xây dựng cái cộng đồng thức rất là tốt đẹp. Chúng ta tưởng niệm những người đã qua, đã mất, những chiến sĩ đã mất. Chúng ta hãy biết ơn những chiến sĩ hiện có mặt tại nơi đây đã từng chiến đấu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin trân trọng quý vị. Nam Minh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Nam Minh là Đại tá Vũ Văn Lộc và Nam Minh đang có mặt tại buổi lễ tưởng niệm Quốc hận lần thứ 46 tại Việt Museum. Dạ con xin chào bác ạ. Xin chào cô và chào toàn thể quý vị. Dạ thưa bác, thì con rất là vui được gặp bác trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Thì năm nay đã là năm thứ 46 rồi, thì không biết là cảm nghĩ của bác như thế nào hả bác? Tôi rất là sung sướng để còn sống mà dự đến ngày quốc hận thứ 46 và rất là hân hạnh. Tôi là giám đốc sáng lập của Viện Bảo tàng và mỗi năm thì ban tổ chức có tổ chức cái ngày dỗ lễ dỗ ở đây, tôi thấy rất là cái ý nghĩa. Excellent people. And I tell you, as a senior in the community, I remember April, but I never forget 911 as a good citizen of the United States. Sau phần nghi lễ, chương trình được tiếp tục với phần văn nghệ đấu tranh. Buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 do Biệt đoàn Văn nghệ Lam Sơn tổ chức kết thúc tốt đẹp vào chiều cùng ngày.